Thưa quý vị và các bạn, trong năm 2023, lực lượng chức năng tỉnh Hưng Yên đã phát hiện xử lý 1.334 vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Tổng số tiền xử phạt thu nộp ngân sách nhà nước trên 53 tỷ đồng. Đã khởi tố điều tra 34 vụ, 38 bị can, xử lý vi phạm hành chính 1.300 vụ, trong đó số vụ vi phạm về hàng cấm, hàng nhập lậu 95 vụ, số vụ Tạm vi phạm về gian lận thương mại 1.170 vụ, số vụ vi phạm về hàng giả 35 vụ, tổng số tiền thu nộp ngân sách trên 53 tỷ đồng. Dự báo với sự phục hồi kinh tế tốt, nhu cầu tiêu dùng tăng cao thời tiết trước tết nguyên đán giáp thìn năm 2024. Để ổn định thị trường, đấu tranh quyết liệt với tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, các lực lượng chức năng ban chỉ đạo 389 tỉnh, cần tăng cường kiểm tra kiểm soát thị trường đấu tranh chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả theo nhóm nhiệm vụ được giao triển khai nghiêm túc và thực hiện có hiệu quả kế hoạch cao điểm đấu tranh chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả trước trong và sau tết nguyên đán chú trọng xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong kinh doanh hàng nhập lậu sản xuất kinh doanh hàng cấm hàng giả hàng vi phạm về an toàn thực phẩm hàng hóa giả mạo nhãn mát xuất xứ việt nam đặc biệt là các vi phạm có thể xảy ra trong hoạt động thương mại điện tử cần được quan tâm và xử lý kịp thời